Cô xin chào các em. Môn kỹ thuật lớp 4 hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 3 lắp ghép mô hình kỹ thuật. Bài 14, các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật, trang 45. Cô giới thiệu với các bạn, đây là bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. Từ bộ lắp ghép này, các bạn có thể lắp thành chiếc xe tải, chiếc xe nôi, chiếc xe đẩy hàng hoặc là chiếc xích đu. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu bộ lắp ghép này nhé. Bộ lắp ghép gồm có 7 nhóm chính: các tấm nền, các loại thanh thẳng, các thanh chữ U, chữ L, bánh xe, bánh đai, các chi tiết khác, các loại trục, ốc, vít, vòng hãm, cờ lê, tu vít. Bây giờ mình sẽ đi đến từng nhóm một nhé. Nhóm đầu tiên, các tấm nền gồm 8 chi tiết. Đây gọi là tấm lớn, tấm nhỏ, tấm 25 lỗ, tấm 3 lỗ, tấm 2 lỗ. 3 tấm để lắp thành hình chữ U. Tấm mặt cabin, tấm chữ L. Nhóm thứ hai là các loại thanh thẳng, gồm 8 chi tiết. Thanh thẳng 11 lỗ, thanh thẳng 9 lỗ, thanh thẳng 7 lỗ, thanh thẳng 6 lỗ, thanh thẳng 5 lỗ, thanh thẳng 3 lỗ, thanh thẳng 2 lỗ và thanh móc. Nhóm 3 gồm các thanh chữ U. Đây là hai thanh chữ U, thanh chữ U dài, thanh chữ U ngắn, thanh chữ L dài, thanh chữ L ngắn. Và nhóm 4 gồm 4 chi tiết. Đó là bánh đai, bánh xe, đai truyền, dây gai. Nhóm 5 là các loại trục, bao gồm trục quay, trục dài, trục ngắn 1, trục ngắn 2. Nhóm 6 bao gồm vít, vít dài, ốc và vòng hãm. Nhóm 7 bao gồm tu vít, cờ lê. Và đây là tên gọi, hình dạng và số lượng của từng chi tiết và dụng cụ có trong bộ lắp ghép mô hình. Các bạn có thể xem ở trang 45 cho đến trang 50 trong sách kỹ thuật của mình. Và bây giờ cô hướng dẫn các bạn cách sử dụng cờ lê tu vít để lắp vít và tháo vít. Để lắp vít thì ta lắp vít vào thanh thẳng thứ nhất, sau đó lắp tiếp vào thanh thẳng thứ hai và ốc. Sau khi ren của ốc khớp với ren của vít, một tay dùng cờ lê giữ chặt ốc, tay kia dùng tu vít vặn theo chiều kim đồng hồ, vít sẽ được vặn chặt. Cách thứ hai là tháo vít. Chúng ta sẽ dùng cờ lê giữ chặt ốc, dùng tu vít vặn vít theo ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi hết ren. Các bạn lưu ý, vít sẽ nằm phía ngoài của mô hình, còn ốc thì chúng ta sẽ giấu ở bên trong. Bây giờ các bạn hãy thực hành lắp ghép một số chi tiết. Ở đây cô có 5 mối ghép. Các bạn hãy lựa chọn một mối ghép và thực hành lắp mối ghép đó nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ tiến hành qua bài số 15, lắp cái đu. Đây là các chi tiết và dụng cụ các bạn cần để lắp cái đu. Các bạn hãy chuẩn bị thật cẩn thận và đầy đủ nhé. Cái đu gồm 3 bộ phận: giá đỡ đu, ghế đu và trục đu. Chúng ta sẽ lắp từng bộ phận một, sau đó ghép các bộ phận với nhau để hoàn thành cái đu nhé. Bây giờ cô mời các bạn sẽ lấy các dụng cụ và chi tiết đã chuẩn bị ra và chúng ta nhìn theo video để chúng ta tiến hành lắp cái đu nhé.
bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các bạn sẽ hoàn thành sản phẩm của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.